Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Căng thẳng tại khu vực Trung Đông lên nước thang mới sau khi Iran vừa qua phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa về phía Israel. Truyền thông Iran sau đó dẫn tuyên bố của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC xác nhận đã thực hiện một vụ tấn công với Israel Chính phủ Iran tuyên bố rằng cuộc tấn công trực tiếp chưa từng có nhằm vào Israel là một thành công và cho biết theo quan điểm của họ, hoạt động quân sự này đã kết thúc. Tehran khẳng định họ đã tấn công hầu hết các mục tiêu quân sự nằm trong dự tính nhằm đáp trả cho cuộc tấn công của Israel vào lãnh sự quán Iran tại Damas và hồi đầu tháng 4. Tổng tham mưu trưởng Iran, tướng Mohammad Bagheri tuyên bố rằng một trung tâm tình báo Israel gần biên giới Syria và một căn cứ không quân đã bị phá hủy một cách đáng kể và ngừng hoạt động. Theo ông Bagheri, chiến dịch này hoàn toàn do lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC thực hiện và tính tới thời điểm hiện tại thì đã kết thúc. Chúng tôi xem hoạt động này như một kết quả và theo ý kiến của chúng tôi, tình hình có thể coi là đã kết thúc, không có ý định tiếp diễn. Tuy nhiên, ông Bagheri cảnh báo rằng nếu Israel có hành động chống lại Iran trên lãnh thổ Iran hay tại các cơ sở của Iran ở Syria cũng như các quốc gia khác thì chiến dịch tiếp theo sẽ lớn hơn. Bên cạnh đó, tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC, Hossein Salami cũng tuyên bố Iran đã đạt được mục tiêu của mình. Ông nói rằng Trung Đông đã thay đổi bởi những lựa chọn chiến lược của Iran và rằng một phương trình mới đã được thiết lập. Ông Salami nói, nếu Israel tấn công sẽ có phản ứng từ Iran. Chiến dịch này có thể đã là một chiến dịch quy mô lớn. Ông Salami cho biết Iran đã hạn chế phạm vi của chiến dịch đến quy mô tương tự với mức máy Israel đã sử dụng để tấn công lãnh sự quán của Iran ở Syria hồi tháng 4. Trong khi đó, ông Bagheri nhấn mạnh chiến dịch tấn công lần này của Iran đáng ra có thể đã lớn hơn gấp 10. Ở chiều đối diện, quân đội Israel khẳng định theo dõi sát tình hình và đặt lực lượng phòng không trong tình trạng báo động cao với không quân, hải quân sẵn sàng bảo vệ không phận và hải phận của đất nước. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel Daniel Hagari gọi cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel là sự gia tăng căng thẳng nghiêm trọng và nguy hiểm. Theo tờ New York Times, Iran vừa qua đã phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái UAV nhằm vào Israel, trong đó có những loại mà các chuyên gia nhận định là tinh vi hơn bất cứ thứ gì Israel từng gặp phải trong vòng 6 tháng qua tới nay. Xuyên suốt cuộc đối đầu giữa Tel Aviv với Hamas, lực lượng ủy nhiệm của Iran và đồng minh của nhóm vũ trang này trong khu vực. Thời gian qua, Israel đã phải đối mặt với các cuộc tấn công đường không từ Hamas và Islamic Jihad. Kho vũ khí của hai nhóm này gồm các rocket tầm ngắn từ 19 đến 24 km, một số rocket cỡ 122 mm có độ chính xác thấp thuộc họ Grad cùng các rocket M302 do Siri sản xuất với tầm bắn khoảng 160 km. Hamas có thêm rocket Fajr 5 do Iran cung cấp và một phiên bản cây nhà lá vườn của loại rocket này với tầm bắn khoảng 80 km. Trong khi đó, các loại vũ khí mà Iran triển khai trong cuộc tấn công mới đây của Iran có tầm bắn xa hơn hẳn. Một vài loại trong số đó còn có tốc độ bay nhanh hơn. Theo các quan chức Mỹ và Israel, phần lớn các vũ khí này được bắn trực tiếp từ lãnh thổ Iran, một phần nhỏ từ Iraq và Yemen. Fabian Hins, chuyên gia về quân đội Iran, tại Viện các nghiên cứu chiến lược quốc tế ở Berlin, Đức cho biết, Iran dường như đã sử dụng tên lửa hành trình do vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC phát triển, gọi là PAVE 351, nó có tầm bắn gần 2.000 km, dư sức vươn tới Israel từ lãnh thổ Iran. Theo Hins, nhiều phiên bản khác nhau của tên lửa này đã được Iran cung cấp cho phiến quân Houthi tại Yemen và cho nhóm vũ trang PMF, Popular Mobilization Force ở Iraq. Thông qua mạng xã hội X, chuyên gia Jeffrey Lewis, thành viên Ban Cố vấn An ninh Quốc tế tại Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Iran còn sử dụng các loại tên lửa hành trình tấn công mặt đất, có khả năng mang tới một tấn thuốc nổ. Cũng theo ông Lewis, kho tên lửa đạn đạo của iran có tầm bắn xa đủ sức vươn tới israel mặc dù uav iran mang được lượng thuốc nổ nhỏ hơn tên lửa nhưng chúng lại có lợi thế cơ động hơn trong những thập kỷ gần đây tehran phần lớn tập trung vào phát triển các loại tên lửa tầm xa uav và các hệ thống phòng không nước này hiện sở hữu một trong những kho uav và tên lửa đạn đạo lớn nhất trung đông đồng thời đang trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn trên toàn cầu trong khi đó kho vũ khí của israel vẫn còn bao gồm cả những tên lửa từ thời chiến tranh việt nam một vài loại trong đó có tỷ lệ thất bại cao lên tới 15%. Trong một diễn biến liên quan, theo trang tin Arab News mới đây, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhằm vào Tổng thống Joe Biden về cuộc tấn công lớn của Iran nhằm vào Israel, chỉ trích rằng đối thủ của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 này đã cho thấy sự hạn chế của Mỹ ở Trung Đông. Ông Trump nói tại một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania rằng hiện Israel đang bị tấn công bởi vì Mỹ thể hiện sự yếu kém. Ông Trump tuyên bố điểm yếu mà chúng ta đã thể hiện là không thể tin được và nó sẽ không xảy ra nếu tôi còn nắm quyền. Trong khi đó, Tổng thống Biden đã triệu tập cuộc họp với các cố vấn quân sự và an ninh quốc gia chủ chốt của mình tại Nhà Trắng, lưu ý cam kết của Mỹ đối với an ninh của Israel trước các mối đe dọa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này là vững chắc. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky vừa qua cho biết, sau khi tới thăm lực lượng phòng thủ ở thành phố Chasopja, tại tỉnh miền đông Donetsk nhiều biện pháp đã được tiến hành nhằm nâng cao đáng kể sức chiến đấu của các lữ đoàn thông qua việc cung cấp thêm đạn dược, thiết bị không người lái, drone và hệ thống tác chiến điện tử. Tư lệnh Ukraine trước đó thừa nhận tình hình ở mặt trận phía đông đang rất khó khăn với Kiev, thêm rằng lực lượng Nga đang triển khai hàng chục xe tăng nhằm xuyên phá phòng tuyến của nước này ở phía tây bắc Mút và Adipka. Theo Zizky, lực lượng Nga đang dồn lực nhằm phá vỡ phòng tuyến Ukraine ở phía tây bắc Mút, thành phố chiến lược mà Moscow kiểm soát tháng 5 năm 2023 với mục tiêu là chiếm được Chashovia. Tư lệnh Ukraine nói giới lãnh đạo quân sự Nga đã đặt ra thời hạn chót để chiếm Chashovia là ngày 9 tháng 5, thời điểm Nga tổ chức lễ kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít hàng năm. Ông Shishki cảnh báo kiểm soát Chashovia sẽ tạo điều kiện để Nga có thể tiến xa hơn về phía thành phố Kramatorsk, đô thị lớn cuối cùng mà Ukraine còn giữ ở vùng Donbass và các khu vực lân cận. Chashovia nơi đã trở thành trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng vũ trang Ukraine kể từ năm 2014, đang mất đi tầm quan trọng chiến lược đối với Kiev sau khi quân đội Nga nắm quyền kiểm soát các con đường dẫn đến thành phố này. Tuy nhiên, quân đội Nga vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công lớn vào hàng loạt vị trí của Ukraine ở Chashovya. Nga đã giành được chỗ đứng trong khu vực kênh đào, đồng thời đang phát triển đều ở cả hai bên sườn và dần dần bao vây thành phố theo hình bán nguyệt. Với chiến thuật tiền bom hậu pháo, Nga dồn dập dáng đòn hỏa lực sấm sét không ngừng nghỉ và các vị trí của đối phương. Thành phố Chashopya đang ầm ầm rung chuyển, khói lửa mù mịt. Một khi chiến trường đã được làm mềm, lực lượng lính rủ tinh nhuệ sẽ phối hợp với bộ binh và cơ giới ảo ạt tấn công. Mọi thứ đều chỉ ra rằng cuộc tấn công Chashopya sắp đến thời khắc quyết định. Chashopya nằm cách Bakhmut 4,3 dặm về phía tây. Được biết, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát Bakhmut vào tháng 5 năm 2023. Nếu Nga kiểm soát được khu vực này, sẽ mở ra con đường tới thành phố còn lại ở Donbass là Kramatos Slavians Nga hiện tại đang giành được nhiều lợi thế trên chiến trường và từng bước đạt được thành quả. Các lực lượng của Nga đã đẩy lùi đối phương khỏi nhiều khu vực và đang tiếp tục giành thêm lãnh thổ. Bên cạnh đó, nền kinh tế Nga đã chuyển sang chế độ tăng cường để phục vụ kế hoạch quân sự tại Ukraine. Ngoài ra, chính phủ Nga cũng được cho là tiếp nhận một số nguồn lực quân sự từ nước ngoài, phá vỡ các đòn trừng phạt nặng nề từ phương Tây. Với thực tế này, rõ ràng Nga đang ở vị thế mạnh hơn giữa bối cảnh xung đột đã bước sang năm thứ ba. Financial Times của Anh cũng dẫn lời các quan chức Ukraine và phương Tây giấu tên cho biết, các lực lượng Nga có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào cuối mùa xuân hoặc mùa hè, nhằm giành thêm các vùng lãnh thổ ở các tỉnh Donetsk, Kherson, Lugan và Zaporizhia mà Ukraine đang kiểm soát một phần. Financial Times đưa tin, các quan chức Ukraine cũng nói rằng Nga có thể lên kế hoạch tấn công Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine gần biên giới Nga. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Shishky thừa nhận tình hình ở mặt trận phía đông Ukraine đã xấu đi đáng kể trong những ngày gần đây khi Nga tăng cường các nỗ lực tấn công. Nga gần đây tập kích Kharkov mỗi ngày. Phòng không Ukraine tại Kharkov không đủ khả năng để ngăn chiến thuật tấn công phối hợp giữa máy bay không người lái UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo nhằm vào đây. Các chuyên gia Anh cảnh báo Ukraine vẫn có thể tồn tại nếu Kharkov thất thủ, song đây sẽ là đòn thảm khốc giáng vào tinh thần và nền kinh tế nước này. Trước đó, Ukraine đã dồn nguồn lực lớn để cố thủ tại Bakhmut và Adipka, hai thành phố mà họ sau đó để rơi vào tay Nga. Việc thất thủ tại hai thành phố này khiến Ukraine mất lượng đáng kể binh sĩ có khả năng tác chiến tốt nhất. Ukraine tuyên bố kế hoạch phòng thủ tại Bakhmut và Adipka gây thương vong cao cho lực lượng Nga. Tuy nhiên, Nga có nhiều quân hơn để tiếp tục kế hoạch, còn Ukraine thì không. Theo các chuyên gia Anh, chiến thuật, khả năng lãnh đạo và trang bị của quân đội Nga có thể kém hơn Ukraine, song họ có ưu thế về quân số và đặc biệt là pháo binh. Ưu thế này lớn đến mức nếu Nga không có mục tiêu nào khác, lựa chọn mặc định của họ là tiếp tục đẩy lùi Ukraine về phía Tây và kiểm soát từng khu vực một. Tuy nhiên, mục tiêu chiến lược của Nga trong năm nay có thể không phải là kiểm soát thêm lãnh thổ, mà đơn giản là bẻ gãy tinh thần chiến đấu của Ukraine và thuyết phục phương Tây rằng nước này chắc chắn sẽ thua trận. Theo hãng tin BNTA, trả lời câu hỏi về khả năng Belarus phải tham gia xung đột ở Ukraine Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, tôi không thấy khả năng này, hiện tại hay tương lai về sau, Minsk không có nhu cầu như vậy. Tôi từng nói rằng Nga cần một Belarus hòa bình, bình tĩnh thực hiện các nhiệm vụ của mình, tuy nhiên tôi sẽ không chia sẻ chi tiết những gì chúng tôi làm. Tổng thống Belarus lưu ý rằng NATO đang làm mọi cách để lôi kéo Minsk vào xung đột với Ukraine. Theo lãnh đạo Belarus, xét đến biên giới của Belarus với Ukraine, Ba Lan và các nước vùng Baltic, chiều dài của mặt trận nếu Minsk tham chiến sẽ là hàng nghìn km. Chúng tôi phải giữ vững mặt trận này nếu tham chiến và chúng tôi không thể. Chúng tôi không muốn có rắc rối cho chính mình, nhưng quan trọng nhất là không chỉ mỗi Nga mà có lẽ Ukraine cũng cần một Belarus hòa bình. Nhà lãnh đạo Belarus nói, nếu chúng tôi tham gia xung đột, điều này chẳng thay đổi được gì cả. Ukraine đã rào chắn biên giới với Belarus, Kiev đã triển khai tới khoảng 120.000 binh sĩ ở biên giới với chúng tôi ukraine muốn đưa lực lượng này ra tiền tuyến đối đầu với nga và thay thế bằng lực lượng của pháp chúng tôi rất mong được thấy lực lượng pháp bảo vệ ukraine bởi đó sẽ là một trò đùa pháp sẽ không gửi quân tới ukraine họ chỉ đang cố gắng đe dọa tổng thống nga vladimir putin và tôi belarus không cần phải tham gia xung đột tôi và ông putin chưa bao giờ thảo luận về vấn đề này Trước đó, Tổng thống Belarus cho rằng sẽ không có lợi cho Nga nếu ký thỏa thuận hòa bình với chính quyền Ukraine hiện nay của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Nhà lãnh đạo Belarus giải thích ông Zelensky sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 5. Điều đó có nghĩa là bất cứ thỏa thuận nào đạt được với chính quyền Tổng thống Zelensky có thể dễ dàng bị chính quyền mới hủy bỏ. Ông nói thêm rằng các nước phương Tây ủng hộ Ukraine cũng có thể buộc Tổng thống mới của nước này từ bỏ bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào đạt được giữa Moscow và Kiev. Cũng cần phải nói thêm rằng, Nga đã chuyển lô vũ khí hạt nhân chiến thuật đầu tiên bố trí tại Belarus nhằm ngăn ngừa nguy cơ một thất bại chiến lược ở Ukraine. Ông Putin nói rằng các đầu đạn nói trên sẽ chỉ được sử dụng nếu lãnh thổ Nga bị đe dọa. Ông lặp lại lời đe dọa mà ông thường nhắc tới kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Tổng thống Belarus Lukashenko cũng thừa nhận nước ông tiếp nhận các đầu đạn của Nga, trong đó có những đầu đạn có sức công phá mạnh gấp 3 lần bom nguyên tử Mỹ thả xuống Nhật Bản vào năm 1945. Theo BBC và Reuters, ông Putin cho biết động thái này nhằm ưu tiên kiềm chế và gửi thông điệp tới bất cứ nước nào nghĩ tới việc gây thất bại chiến lược cho Nga. Ông Putin tuyên bố đây chính xác là một yếu tố gian đe để tất cả những ai nghĩ về việc gây thất bại chiến lược cho chúng ta sẽ không lãng quên hoàn cảnh này. Reuters dẫn lời ông Putin cho biết không còn nữa các cuộc đàm phán về cắt giảm kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Nga lớn nhất thế giới hiện nay khi được hỏi về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân ông putin nói rằng nga không đe dọa toàn thể thế giới nhưng nếu nhà nước nga gặp nguy hiểm thì việc sử dụng các biện pháp cực đoan là điều có thể